Ông xã tự tay chăm sóc con trai tại sự kiện, Hồ Bích Trâm an tâm tuyệt đối khi làm việc. Sau một thời gian dài tạm lắng để chu toàn việc gia đình và kinh doanh, diễn viên Hồ Bích Trâm rụt rịch tung các dự án lớn để trở lại với khán giả. Dự án lớn đầu tiên phải kể đến web drama mang tên Ẩn Diện sẽ được ra mắt vào cuối tháng 12, 2023. Chiều ngày 14 tháng 9, nữ diễn viên quê Quảng Ngãi đã tổ chức buổi casting để tìm ra những gương mặt triển vọng cho các vai diễn trong bộ phim đầy tâm huyết này của mình thu về hơn 400 hồ sơ. Vì thời gian có hạn, nữ diễn viên chỉ có thể chọn ra được những cái tên thật sự ưu tú để mời đến thử các vai diễn phù hợp. Sự kiện có sự tham gia của đạo diễn Nguyễn Quang Minh cùng các nghệ sĩ thân thiết như Huỳnh Anh Tuấn, Lê Nam, Hà Trí Quang, Thanh Đoàn, Quốc Huy, Thanh Thức, Hương Dừa, Quỳnh Trang. Tất cả các diễn viên đã góp sức cùng Hồ Bích Trâm diễn xuất các tình huống để tìm ra những nhân tố phù hợp cho phim sắp bấm máy. Đặc biệt hơn khi có mặt tại sự kiện là sự xuất hiện của ông xã quan Trọng của Hồ Bích Trâm cùng con trai Leon. Hai cha con không chỉ đến ủng hộ cho nữ diễn viên, khi mà con trai Leon lần đầu tiên đến casting một vai diễn nhí trong phim của mẹ, còn quan trọng còn là nhà đầu tư cho phim của vợ. Họ biết ra may mắn khi ông xã luôn đứng phía sau, ủng hộ tuyệt đối về tinh thần lẫn kinh tế trong bất kỳ dự án nào của diễn viên từ nhiều năm qua. Có mặt tại sự kiện, Leon thu hút sự chú ý bởi sự bụ bẩm, đáng yêu và dạng dĩ. Cậu bé 9 tháng tuổi được ba bé và chăm sóc trong khi mẹ lo làm việc. Cũng giống như các diễn viên khác, Leon cũng được phát số báo danh số 10 và ngồi ghế chờ để lượt thử vai của mình. Có sự xuất hiện của chồng và con trai cưng, hội bích trâm càng hứng khởi hơn. Cô vừa làm việc, thỉnh thoảng ngắm nhìn con trai với ánh mắt hạnh phúc. Hồ Bích Trâm cho biết, sau khi lấy chồng sinh con và lui về kinh doanh lo cho gia đình, cô không bao giờ quen cảm giác và ước ao được trở lại phim trường ăn cơm đoàn như các đồng nghiệp tuy nhiên là mẹ phải chịu nhiều áp lực và áp lực lớn nhất của cô chính là việc tăng cân nhanh và khó giảm sau sinh nữ diễn viên nỗ lực giảm cân sau khi ngưng cho con bú sữa mẹ và nhanh chóng áp dụng chế độ ăn kiêng tập thể dục để lấy lại vóc dáng trên trang cá nhân cô cũng thể hiện sự quyết tâm rằng lần này phải cố hết sức để giảm 7kg nữa để tự tin xử hết mọi vai diễn Chia sẻ về dự án phim mới ẩn diện, Hồ Bích Trâm cho biết sau rất nhiều sự thành công của các phim trước như Vương miện xương rồng với hơn 2 triệu view trên một tập, Về nhà ăn Tết với được xem trung bình hơn 3 triệu view trên một tập, hay Tết này có chồng lại khi lập kỷ lục là web drama có 3 tập phim liên tục nằm top trending trên Youtube đều có sự tươi mới, trẻ trung, vui nhộn, thì lần này Hồ Bích Trâm quyết tâm thử cái mới. Điển hình là việc phim ẩn diện sẽ mang hơi hướng cổ xưa. Cũng vì vậy, trong buổi casting diễn viên, Hồ Bích Trâm và đạo diễn Nguyễn Quang Minh nỗ lực đưa ra những tình huống khó, những thử thách thiên hướng về nội tâm để tìm ra các diễn viên thật sự tài năng và có diễn xuất chạm đến cảm xúc khán giả. Bích Trâm nhấn mạnh, điểm hấp dẫn của phim mới lần này chính là thể loại phim xưa luôn có chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả xem phim Việt và ấn diện dù theo thể loại phim xưa, nhưng cách kể chuyện và xây dựng các tuyến nhân vật sẽ hiện đại và cập nhật xu thế mới. Mạch phim nhanh, tình huống mạnh, các nhân vật có tính cách rõ ràng, nội dung gây cấn với những cú twist bất ngờ sẽ là điểm nổi bật của phim. Nói về dàn diễn viên sẽ tham gia dự án lần này, Hồ Bích Trâm cho biết phim sẽ quy tụ toàn những diễn viên thực lực, phải kể đến Hạnh Thúy, Khương Dừa, Hà Trí Quang, Lê Nam, Thanh Thức, Quốc Huy, ca sĩ Bolero Quỳnh Trang, con gái nuôi ca sĩ Phi Nhung. Ba phim trước của tôi là phim hiện đại, khán giả rất yêu thích ủng hộ cho cả ba bộ phim với hiệu ứng rất tốt, đạt top trending lần này tôi muốn bứt phá khả năng của mình về diễn xuất và sản xuất phim xưa đặc biệt là tôi rất thích đề tài phim xưa về trang phục bối cảnh thiết kế sẽ rất khó và tốn kém hơn nhiều nhưng càng khó thì tôi càng muốn thử sức mong quý khán giả luôn yêu thương và ủng hộ các dự án của tôi hồ bích trâm chia sẻ chịu chơi khi sản xuất phim lấy bối cảnh thời xưa hồ bích trâm cũng được khán giả thắc mắc về độ chịu chi khi đầu tư một dự án sẽ phải tốn rất nhiều kinh phí cho từng công đoạn chuẩn bị như ẩn diện trong các phim web drama của tôi, ẩn diện là bộ phim tôi đầu tư nhiều nhất về chi phí, thời gian tổ chức từ tiền kỳ đến hậu kỳ, mong muốn cho ra một sản phẩm chỉnh chu nhất phục vụ của khán giả. Hy vọng lần trở lại này cùng ẩn diện sẽ khiến khán giả mãn nhãn, mãn ý về cả hình ảnh và nội dung phim, Hồ Bích Trâm chia sẻ. Phim web drama ẩn diện dự kiến sẽ được ra mắt khán giả vào tháng 12, 2023 trên kênh YouTube của Hồ Bích Trâm và được phát lại trên các nền tảng khác.